sang bài số 9 nhá. Bài này thì nó lại yêu cầu các bạn đếm xem mỗi phần tử trong mạng của mình nó xuất hiện bao nhiêu lần và liệt kê theo thứ tự xuất hiện. Đó. Ví dụ như đây thằng 4 của bạn xuất hiện 1 lần, thằng 2 xuất hiện 1 lần đúng không? Thằng 6 xuất hiện 1 lần hoặc thằng 7 xuất hiện 2 lần. Cái test dưới này thì thằng 1 của mình nó xuất hiện 5 lần. Bài này thì n của mình lên đến 1000. Ý tưởng của nó thì nó cũng khá là giống cái bài trước thôi, đấy là các bạn sẽ... mỗi lần mà các bạn gặp một cái giá trị AI ở trong mạng ấy thì các bạn sẽ đếm xem là cái thằng AI đấy nó xuất hiện bao nhiêu lần. Bằng cách là các bạn phải xác định trước xem là đấy là lần đầu tiên các bạn gặp cái giá trị đó hay không. Giống bài số 8 ấy. Nhá. Sau khi mà mình xác định được đấy là lần đầu tiên mà mình gặp nó rồi thì... Lần đầu tiên mình gặp nó rồi thì khi đó mình sẽ bắt đầu... Ừ, đếm số lần xuất hiện nhé Ok, thì các bạn sẽ làm như sau Thực ra thì bài này Các bạn có thể có hai cách Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cách nữa cũng được Đầu tiên là mình sẽ duyệt từng phần tử ở một trong mảng Sau đó mình cũng dùng một cái biến bool file bằng phone Và cái vòng for con này sẽ duyệt những cái thằng đứng trước nó Để check xem đây có phải là lần đầu tiên các bạn gặp cái giá trị AI không Nó giống cái bài số 8 nha Bài vừa rồi á Thế thì sau khi mà mình check được cái biến phao này bằng phone ấy, thì chứng tỏ là đây là lần đầu tiên các bạn bắt gặp cái giá trị đó. Ví dụ như thế này này. Các bạn giả sử nhé, các bạn muốn đếm số lần xuất hiện của thằng thằng 2 chẳng hạn. Đây, các bạn gặp thằng 2 này, các bạn muốn đếm số lần xuất hiện của nó đúng không? Thì đầu tiên ấy, mình sẽ kiểm tra xem cái đoạn đứng trước nó nó có thằng 2 chưa. Nếu có rồi thì thằng 2 này không phải in nữa. Nhưng mà đứng trước nó, thằng 2 nó chưa có. Vậy thì mình xác định được là đây là lần đầu tiên mình có gặp một cái giá trị là 2 thì khi đó các bạn làm cho mình một cái vòng for con duyệt những cái thằng đứng đằng sau này này cái thằng nào bằng thằng 2 thì các bạn sẽ tăng cái biến đếm lên tại vì thằng trước nó không có thằng 2 mà nên mình không cần phải xét nữa rồi thế nếu mà cái if này bằng fail thì chứng tỏ là đây là lần đầu tiên các bạn bắt gặp cái giá trị ai đúng không mình sẽ dùng một cái biến đếm bằng một nó chính là cái thằng ai đó sau đó các bạn sinh ra cái vòng for con chạy từ j bằng i cộng một cho tới j nhỏ hơn n j cộng cộng cho các bạn duyệt cái đoạn đứng đằng sau thôi do cái đoạn đứng trước nó không có thằng nào giống thằng này cả sau đó các bạn check là nếu mà AI của mình ấy mà nó bằng bằng AG thì các bạn sẽ tăng cái biến đếm lên. Đấy và sau khi mà cái vòng for con này nó chạy xong thì các bạn sẽ CL ra thằng AI và cái số lần xuất hiện của nó chính là cái biến đếm. Đấy, thì đây là cái cách làm đơn giản nhất rồi nha các bạn. Ví dụ như trong trường hợp này nó sẽ đếm được là thằng 1 của các bạn xuất hiện 9 lần. Đây. Còn cái dãy này của các bạn thì nó sẽ in ra là 41 rồi là 21 rồi là 61 rồi là 3101 và 72 đúng không? Đây. Đó. Đây là cái bài tập liên quan đến số lần xuất hiện nha các bạn. Bài số 9. Bài này các bạn cũng có thể làm một cái cách khác nữa đấy chính là các bạn sẽ dùng thêm cho mình một cái mảng phụ B đi. 1005 và các bạn cho nó bằng 0 nhé. Tức là cái mảng B này của các bạn ban đầu nó sẽ bằng 0 hết như này. Đó. Bây giờ các bạn sẽ duyệt qua từng phần tử từ một ở trong mảng. Sau đó là các bạn sẽ dựa vào cái trạng, trạng thái của cái mảng B ấy, tại cái chỉ số Y. Là mình check if B Y của mình nó bằng 0. Thì các bạn sẽ tiến hành đếm cái số lần xuất hiện của cái thằng E Y. Mình sẽ dùng một cái biến đếm Y bằng bằng 1. Sau đó các bạn làm cái vòng for chạy từ j bằng cái chỗ này các bạn cho từ đếm bằng không cũng được xong các bạn chạy từ đầu dãy cũng được là di bằng không di nhỏ hơn n, di cộng cộng các bạn check nếu mà EI của mình nó bằng bằng ej thì các bạn sẽ cộng cộng đếm và các bạn cho cái bz của mình nó thành số 1 ví dụ như các bạn chỗ này là số 4 nhá chỗ này là số 4 đi thì khi mà các bạn gặp cái thằng đầu tiên này này thằng chỉ số 0 ấy thì cái bi của mình là b0 khi đó nó là số 0 đúng không các bạn sẽ đếm số lần xuất hiện của thằng 4 này thì nó sẽ gặp thằng 4 này và thằng 4 này. Khi đó các bạn sẽ đổi cái mảng B của hai cái chỉ số đấy thành số 1. Đấy, mục tiêu của mình là um, tức là mình đếm được cái thằng B ấy, <laughs> cái thằng ở chỉ số J của mình ấy nó bằng thằng EI thì mình sẽ cho BJ bằng 1. Thì tí nữa mà nó xét lại cái chỉ số Z này thì nó nó sẽ không có in nữa do khi đó cái B của mình nó thành số 1 rồi mà. Sau đó chỗ này các bạn sẽ CL ra cho mình thằng EI và cái số lần xuất hiện của nó nó chính là cái biến đếm nha. Đấy. Thì hai cách này các bạn dùng cách nào cũng được. Thì nó sẽ in cho các bạn được thằng 4 xuất hiện 3, 2, 1, 6, 1, 0, 1 và 7, 1 đúng không? Thì đấy là bài số 9 nhé các bạn. Nhưng mà mình nhắc lại cái dạng bài tập này các bạn cốt như thế này là nó chưa có tối ưu đâu nha. Các bạn cần phải sử dụng các cái thằng như là mảng đánh dấu hoặc là map thì làm bài này nó mới nhanh được.